Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Chuyện gì thế? Đầu óc trống rỗng, máu trong cơ thể của mình sôi sục trong chớp mắt. Không ổn, cơ thể đang run rẩy mất kiểm soát. Sức mạnh của Hạo Thiên Trùy đang dần dần mất đi. Sao lại rơi xuống nước thế? Vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Hải Thần Các tầng 2. Học tỷ xin lỗi, học đệ không cố ý mạo phạm. Còn chưa thỉnh giáo quý tính cao danh của học tỷ. Ta là Đường Tú Linh. Lần đầu tiên thấy Hạo Thiên Trùy chân chính, trong lòng hướng về, có cơ hội lại học hỏi từ học tỷ. Hai MC vừa rồi là vì cọ sát, vì thế học tỷ rơi xuống nước không liên quan gì đến xem mắt cả, thì không cần phải tính nhỉ. Vậy Lam Hiền Vũ học đệ chuẩn bị nghênh đón chân mệnh thiên nữ xong hay chưa? Lúc này trong lòng của Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy tràn đầy tuyệt diệu mà kỳ lạ khó mà hình dung. Cuối cùng cậu ấy cũng hiểu được tại sao Tú Tú lại kiên trì muốn đến tham gia đại hội xem mắt hải thần duyên. Tình yêu ở trong nội bộ học viện, không có sự chứng kiến của đại hội xem mắt hải thần duyên thì không phải là tình yêu hoàn chỉnh. Trước đây cha mẹ của cậu ấy sau cùng cũng đã đính ước ở trong đại hội xem mắt thần duyên. Tú Tú, tớ đều hiểu, đừng nói gì cả. Hôn tớ. Tuân mệnh, công chúa điện hạ của tớ. So với chúng ta lúc đó, chúng chắc chắn là rất may mắn. Đại hội xem mắt hải thần duyên 1 vạn năm trước khiến mình đã từng mê mang. Không lâu sau đó chính là trận đại họa vang trời đó. Cho dù là trôi qua lâu như thế rồi, bây giờ nhớ lại vẫn khiến mình khó mà buông bỏ. Cho đến sau cùng mình và cô ấy cũng vẫn đứng đối lập với nhau, sau cùng chỉ có thể tìm kiếm giải thoát. So với chúng ta, tình cảm của con trai thuận lợi hơn nhiều. Thật là tốt quá rồi, mình cũng rất muốn giống như là họ ôm lấy người mình yêu. Em yêu, khi nào em mới tỉnh lại? Tam sinh hữu duyên, gắn bó suốt đời. Cùng chúc phúc cho học đệ Hiên Vũ và học muội Tú Tú. Chúc mừng, ai tớ cảm động quá. Thật mừng cho con trai của chúng ta, đúng thế, giống như lúc chúng ta còn trẻ. Cảm ơn mọi người. Tiếng gì thế? Ánh sáng màu bạc. Là cô La La sao? Các chủ, lẽ nào là Nana là em sao? Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Chuyển linh tháp. Về rồi, là cô ấy về rồi, không sai. Tin tức của liên bang chính xác. Chúa tể thế giới hồn thú trong quá khứ cũng đã từng là tháp chủ của chuyển linh tháp chúng ta quay lại rồi. Tháp chủ đây, chúng ta nên làm gì đây? Mặc dù cô ấy từng là tháp chủ của chúng ta, nhưng cô ấy lại chưa từng đứng về phía chúng ta với ý nghĩa chân chính. Ta đã đoán ra từ lâu rồi, Kim Long Nguyệt Ngữ về rồi. Ngân Long Vũ Lân chắc chắn là cũng sắp về rồi. Không còn sức mạnh nào có thể cạnh tranh với học viện Sử Lai Khắc và Đường Môn nữa. Lấy danh nghĩa của ta, viết một bức thư chúc mừng. Sáng sớm ngày mai đưa đến học viện Sử Lai Khắc đi. Phải cố gắng là khiêm tốn một chút. Đồng thời tặng lễ phẩm nữa. Tháp chủ không tranh nữa sao? Họ chưa chắc là đã giúp học viện Sử Lai Khắc. Dù gì cũng là nhân vật vạn năm trước rồi. Tranh, lấy gì để tranh với học viện Sử Lai Khắc? Có 2 cường giả siêu thần cấp. Theo tin tức đáng tin cậy, con trai của họ đang ở học viện Sử Lai Khắc, được học viện Sử Lai Khắc nuôi lớn trưởng thành. Sao họ có thể không đứng về phía học viện Sử Lai Khắc? Cùng lúc này, Hải Thần Duyên. Người kia là ai? Nghĩa nào là cô Nana là cô sao? Lala. Cuối cùng em cũng chia ni 1 vạn năm. Gặp lại lần nữa. Ký ức 1 vạn năm trước lại rõ nét như vậy, lại rõ nét như mới. Chưa từng gặp là ăn mày hay sao? Vũ Lân, đến lượt anh rồi. Anh có thời gian 1 phút. Cổ Nguyệt, trên thế gian này anh chỉ yêu một cô gái, đó chính là em. Em có yêu anh không? Anh đừng. Anh chỉ cần biết đáp án trong lòng của em, đáp án chính xác nhất. Đừng nữa anh. Trong ánh mắt của em, trong huyết mạch của em, anh có thể cảm nhận được em có đang nói thật hay không. Thích. Em có biết hay không, 1 vạn năm nay anh đã học được kỹ năng mới. Anh biết hát rồi. Anh đã từng hát cho rất nhiều người nghe.
họ đều rất thích. Nhưng mà điều đó không quan trọng với anh, quan trọng là anh chỉ muốn hát vì em, chắc là em cũng thích. Nhớ lại ngày đó một vạn năm trước, em gặp được anh gặp được em. Na Nhi 6 tuổi trở thành em gái của anh. Lại nhớ về một ngày một vạn năm trước, gặp được em ở học viện sử Nai Khắc, Cổ Nguyệt đã tiến vào cuộc sống của anh. Lúc đó chúng ta chưa hiểu, không biết được tâm ý của nhau. Anh chỉ nhớ sự ấm áp của bánh bao kẹp thịt và sự ân cần của em. Tình cảm tự nhiên âm thầm của em xây dựng xung quanh anh. Không biết là từ lúc nào đã chiếm lấy trái tim của anh. Mỗi khi nhớ đến em, trong lòng của anh chỉ có nỗi nhớ và mong ước nóng vội muốn quay về bên em. Nhớ lại ngày đó một vạn năm trước, trùng phùng chấn hải thần duyên, em của lúc đó vừa là Cổ Nguyệt cũng vừa là La Nhi. Em nói với anh không hề muốn thắng ván cược đó. Nhưng anh thắng La Nhi rồi, chiến thắng trái tim của anh và khiến cho trái tim của em thua anh hoàn toàn. Có lẽ bi thương của chúng ta cũng bắt đầu từ ngày đó. Từ lúc đó đã không còn La Nhi và Cổ Nguyệt nữa, chỉ có Ngân Long Vũ Lân Anh. Vì cứu anh, em mất đi ký ức. Em mất đi ký ức nhưng mà vẫn luôn ở bên cạnh anh. Mỗi khi anh đau khổ nhất, bên cạnh luôn có em bầu bạn. Mỗi khi gặp khó khăn ở trên con đường phía trước, em luôn cùng anh vượt mọi chông gai. Anh đã từng rất ân hận bản thân của mình, tại sao không đủ mạnh, không thể nào bảo vệ người mình yêu thương nhất. Tại sao để cho tạo hóa trêu người, sau cùng để người yêu nhau không đến được với nhau. Nhưng mà anh không hối hận, trước giờ đều không hối hận. Cho dù yêu có gian khổ như thế nào, cho dù anh cơ hội làm lại lần nữa, anh vẫn sẽ nắm chặt tay em, tuyệt đối là không buông lỏng. Một vạn năm rồi, anh không biết băng đã tách chúng ta ra từ lúc nào. Một vạn năm rồi, kết tinh tình yêu của chúng ta đã trưởng thành. Một vạn năm rồi, em cuối cùng mới lại về lại bên cạnh của anh. Thế giới này đã không còn Kim Long Nguyệt Ngữ nữa, chỉ còn lại anh và em. Cổ Nguyệt Na. Cách vạn năm, họ lại đoàn tụ trong Hải Thần Duyên ở Hải Thần Hồ lại lần nữa, cùng hướng về nhau, ánh mắt nhìn về đối phương. Nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến trung tình, tam sinh hữu duyên. Đối với họ, thời gian vạn năm đâu chỉ có tam sinh tam thế. Tú Tú, cậu đã thấy chưa? Họ ôm nhau rồi, họ... Anh là ai thế, hả? Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyệt, anh là anh đây, anh là Đường Vũ Lân. Không phải anh là Lạc Công Tử hay sao? Lúc nào thì biến thành Đường Vũ Lân thế? Hỏng rồi, mình khôi phục ký ức rồi, nhưng mà Cổ Nguyệt Na hình như là vẫn chưa khôi phục ký ức. Hả, chẳng phải là dưới góc nhìn vừa rồi của cô ấy, mình vừa giở trò lưu manh hay sao? Mẹ! Yến Vũ, con trai! Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Yến Vũ, con trai của mẹ. Cảm động quá, tôi khóc rồi. Một nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ rồi, cảm động quá. Đúng thế, rõ ràng là một nhà ba người, không phải là cùng nên có cả mình hay sao? Bà xã thân thiết của mình không nhận ra mình, chỉ nhận con trai. Mình không nên ở đây, nên ở dưới gầm xe. Mình cũng muốn ôm bà xã. Mẹ về rồi, cô Nana về rồi. Giờ khắc này quả thực là cảm thấy hạnh phúc hơn là cả trở thành long thần. Cái đó, mẹ. Mẹ còn nhớ ông ấy hay không? Hắn không phải là người tốt. Mẹ, chú ấy là chú nạc, mẹ không nhớ hay sao? Mẹ biết, chính là ca sĩ đó, nhưng tại sao hắn lại ôm mẹ? Là thế này, mẹ, có vài chuyện con cảm thấy chúng ta nên sắp xếp chỉnh lý lại. Mẹ có tin con hay không? Vậy chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh? Con kể cho mẹ nhé. Vậy nhanh lên đi, vâng. Cha, ký ức của mẹ vẫn chưa khôi phục lại. Lúc này con cảm thấy cha không thể nào quá nóng vội. Hơn nữa vừa rồi, lúc hát vì mẹ cũng khóc rồi. Chắc mẹ không phải là hoàn toàn không nhớ gì cả. Con cảm thấy khả năng là cha nên theo đuổi mẹ lại lần nữa, để khiến cho mẹ tiếp nhận lại cha mới được. Theo đuổi lại vợ của mình lần nữa. Đúng thế, cho dù là bây giờ không nhớ mình, nhưng mà chí ít thì vẫn có ấn tượng. Quan trọng hơn là trừ mình ra thì cũng không thể nào chấp nhận bất cứ ai khác. Hơn nữa, cho dù là cô ấy không khôi phục lại ký ức thì có làm sao? Không nhớ những thứ đó không những không phải là chuyện xấu, nói không chừng còn sẽ khiến cho tình cảm của chúng ta càng đẹp hơn. Hiên Vũ, Tú Tú, sau này chúng ta không chia xa nữa. Cô Nana, chuyện là thế này, mẹ có còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau hay không? Lúc đó là lần đầu tiên mẹ gặp chú Nạc, đã hơi xúc động, thậm chí còn khiến mẹ đau đầu. Chú Nạc còn mời mẹ đến tham gia buổi connect. Chắc là mẹ biết, mẹ mất đi ký ức trước đây. Từ tình hình trước mắt mà chúng ta biết, mẹ và chú Nạc vì một vài nguyên nhân đặc biệt đã đóng băng ở cực bắc một vạn năm. Khoảng mười mấy năm trước đã lần lượt được cứu ra. Cha mẹ của con nói với con cũng được phát hiện ở cực bắc. Mà lúc con được phát hiện ra, thực ra giống với lúc mẹ ngủ say trước đó, cũng ở hình thái trứng rồng. Mà trên vỏ trứng của con cũng có dấu vết của long văn màu bạc và màu vàng. Long văn màu bạc đương nhiên là thuộc về mẹ, nhưng chắc mẹ cũng biết, một mình mẹ không thể nào có được con. Vì thế cha của con chính chủ nhân của long văn màu vàng.